Xin chào tất cả anh em, mình là Vinh Anh của máy đo chí dụng. Và trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em máy đo tốc độ động cơ không tiếp xúc của Totalmeter có mã là DT2234E, sử dụng để kiểm chuẩn đồng hồ đo tốc độ vòng quay của trục động cơ nhằm xác định đánh giá độ chính xác hiện hành của đồng hồ đo tốc độ vòng quay, phục vụ cho công việc bảo trì sửa chữa động cơ. Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm này nhé. DT2234E có thiết kế vỏ ABS cầm nắm và sử dụng thoải mái. Lòng bàn tay và thân máy kết hợp hoàn hảo giúp cho công việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, máy còn có màn hình LCD lớn giúp hiển thị các kết quả rõ ràng và sắc nét. Máy đo tốc độ vòng quay không tiếp xúc DT2234E có phạm vi đo rộng từ 25 đến 100.000 vòng trên phút với độ phân giải cao là 0,1 vòng trên phút. Ngoài ra, DT2234E sử dụng CPU máy vi tính, công nghệ quang điện chống nhiễu và mồi nối, đồng thời hỗ trợ đo tốc độ vòng quay không tiếp xúc với độ chính xác cao cộng trừ 0,05%. Máy đo tốc độ vòng quay DT2234E có thể lưu trữ tự động các giá trị tối đa, tối thiểu, giá trị cuối cùng và 500 giá trị tức thời. Sau khi làm mới dữ liệu đo, máy đo tốc độ bắt đầu lưu trữ dữ liệu tiếp theo. Để bắt đầu sử dụng, đầu tiên bạn phải dán tấm phản quang lên đối tượng cần đo. Sau khi chụp quay, nhấn giữ nút đo cạnh bên phải của máy đo, đầu đo sẽ phát ra một chùm sáng màu đỏ, chiếu chùm sáng đó vào vị trí dán tấm phản quang theo chiều dọc. Máy sẽ nhận ánh sáng phản xạ và giá trị tốc độ sẽ được hiển thị trên màn hình. Sau vài giây, khi giá trị hiển thị ổn định, hãy nhả nút đo. Lúc này, giá trị max, min, giá trị thao cùng và các giá trị đo tức thời sẽ tự động được lưu lại. Các giá trị này có thể được xem lại khoảng 25 dữ liệu một phút. Nếu bạn cần lưu lại nhiều hơn, bạn có thể kéo dài thời gian đo để xem lại giá trị max, min và giá trị đo sau cùng. Bạn nhả nút đo, nhấn và giữ nút rít một lần để hiển thị giá trị lớn nhất. Nhấn lại để hiển thị giá trị nhỏ nhất và nhấn lại một lần nữa để hiển thị giá trị đo sau cùng. Để xem lại các giá trị tức thời, bạn nhấn nút men để hiển thị số giá trị được lưu lại. Ví dụ, AN+7 nghĩa là có 7 dữ liệu được lưu lại. AN+0 hiển thị không có giá trị nào được lưu lại. Nhớ lại nút men để hiển thị các giá trị đầu tiên được lưu trữ. Tiếp tục nhấn lại nút này để lần lượt xem các giá trị tiếp theo. Để xóa dữ liệu, ở chế độ xem lại, bạn nhấn nút đo để xóa tất cả dữ liệu được lưu trong lần đo cuối cùng. Sau đây thì Vinh Anh sẽ test thử để anh em hình dung ra cách sử dụng con máy này nhé. Bây giờ thì mình sẽ test tốc độ vòng quay của máy khoan pin Bosch. Như vậy là Vinh Anh vừa đánh giá xong sản phẩm máy đo tốc độ vòng quay không tiếp xúc DT2234E. Hiện tại sản phẩm đang được bán với giá tham khảo khoảng 800.000, bảo hành 15 tháng trên toàn quốc. Anh em có yêu cầu muốn mua sản phẩm này chỉ cần nhấc máy gọi hotline 0904 810 817 hoặc truy cập vào website maydochuyendung.com để mua hàng nhé.